ai sinh ra cũng có được sự tinh tế trong tính cách. Học cách trở thành người nhẹ nhàng và tinh tế với bốn mẹo nhỏ sau bạn nhé. Nếu nhận được một cuộc điện thoại bán hàng không như mong muốn, bạn hãy nhẹ nhàng nói rằng tôi không có nhu cầu và cảm ơn trước khi tắt máy. Hãy nghĩ đến những lúc bạn cần gọi điện thoại cho một người lạ vì một việc gì đó, lúc đó bạn sẽ bình tĩnh và dễ thông cảm hơn cho người ta. Hãy tập thói quen nói cảm ơn với những người làm dịch vụ cho mình như anh shipper, tài xế chở mình đi. Sự hòa nhã của bạn sẽ giúp cho họ vơi đi sự mệt mỏi và căng thẳng. Khi ai đó khiến bạn tức giận, hãy đếm nhẩm từ 1 tới 10 trong đầu để kiềm chế những cơn tức giận. Lời nói lúc tức giận có độ sát thương rất là cao, nên tốt nhất hãy chỉ nói khi mình đã bình tĩnh, đã tìm hiểu kỹ ngọn nguồn câu chuyện và đã có cách giải quyết. Khi trò chuyện với một người mới, hãy nhớ tên, tập trung lắng nghe câu chuyện của họ và âm thầm quan sát họ. Đây là mẹo giúp cho chúng ta có thể dễ dàng kết nối và có nhiều đề tài để sau này trao đổi, tạo được tình cảm gắn kết giữa hai bên.